Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006, Innova là mẫu xe MPV đầu tiên, mở đường cho sự phát triển nhanh chóng của phân khúc xe đa dụng cũng như đóng góp vào quá trình phổ cập hóa ô tô tại Việt Nam. Với những ưu điểm nổi bật như không gian rộng rãi, vận hành linh hoạt, bền bỉ, Innova đã giành trọn niềm tin của khách hàng Việt và duy trì vị thế số 1 trong phân khúc suốt một thời gian dài. Ngày nay, cùng với xu hướng trẻ hóa của khách hàng, nhu cầu của họ cũng thay đổi. Thấu hiểu nhu cầu đó, Innova Cross hoàn toàn mới đã được Toyota nghiên cứu và phát triển với sứ mệnh tạo nên một tiêu chuẩn xe đa dụng mới và là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thế hệ khách hàng trẻ. Kế thừa sự thành công của Toyota Innova, với tổng hơn 150.000 chiếc xe đã được trao đến tay khách hàng trong gần 2 thập kỷ. Innova Cross được phát triển dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ mong muốn sở hữu một chiếc MPV đa dụng, rộng rãi với các trang bị hiện đại, đồng thời mạnh mẽ như những chiếc SUV. Về thiết kế tổng thể, Innova Cross mang đậm chất mạnh mẽ của một chiếc SUV. Phần đầu xe gồm cụm lưới tản nhiệt hình lục giác, nối liền với hệ thống đèn trước, được trang bị công nghệ Full LED, chiếu sáng tối ưu, tạo nên diện mạo bề thế đầy sức cuốn hút. Phía dưới là dải lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED báo rẽ, mang lại cảm giác hiện đại mới mẻ. Thân xe với các đường gân dập nổi, kết hợp mâm xe hợp kim mạ bạc 5 chấu bắt mắt, kích thước lên tới 18 inch, phiên bản Hybrid, giúp xe nổi bật hơn trên mọi hành trình. Thiết kế cản sau và cửa cốp dạng hình thang đậm chất SUV khỏe khoắn, ấn tượng, với cụm đèn hậu gồm dải LED mỏng, kéo dài theo chiều ngang, tạo nên tổng thể sang trọng sắc nét. Innova Cross mang đến sự lôi cuốn và mạnh mẽ ngay khi bước vào với cảm giác của một chiếc xe sang. Từ chất liệu da của ghế cho đến những bề mặt tiếp xúc trực tiếp khác đều được trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế. Màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 10.1 inch, kết nối điện thoại thông minh không dây, hệ thống điều hòa tự động. Phanh đổ điện tử và những phanh tự động cung cấp điện cũng là những tiện nghi hiện đại trên Innova Cross. Phiên bản Hybrid được trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế thứ hai có độ ngã tối ưu và đệm chân chỉnh điện, mang lại cảm giác thư giãn cho khách hàng trên mọi hành trình. Khoang hành lý được thiết kế rộng rãi với thể tích lên đến 991 lít, tạo sự linh hoạt về khả năng chứa đồ. Innova Cross được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái. Trên cơ sở định hướng chung của Toyota toàn cầu là cách tiếp cận đa chiều với xu hướng xe điện hóa, hướng tới tầm nhìn trung hòa carbon đến năm 2050, khách hàng sẽ có hai lựa chọn là phiên bản xăng và hybrid HEV. Bên cạnh đó, Innova Cross sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với cú gầm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA, giúp cải thiện tầm quan sát, tính linh hoạt và tính ổn định. Chọn thông minh, chọn bản lĩnh. Hãy cùng Innova Cross sẵn sàng chinh phục mọi đích đến thành công và nuôi dưỡng những trải nghiệm thật quý giá. Toyota Innova Cross được phân phối với 5 màu sắc: trắng ngọc trai, bạc, nâu đồng, xanh ánh đen, đen. Chính thức có mặt tại các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 12 tháng 10 năm 2023. Innova Cross, phiên bản xăng, 8 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng, dung tích 1987 cm3. Innova Cross phiên bản Hybrid, 7 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ Hybrid, dung tích 1987 cm3. Ngoài ra, để mang đến sự an tâm tuyệt đối cũng như cơ hội sở hữu Innova Cross dễ dàng hơn, Toyota dành tặng các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua xe như sau: gói gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km tùy điều kiện nào đến trước dành cho khách hàng mua xe Innova Cross mới. Đặc biệt, đối với phiên bản Innova Cross Hybrid có thêm gói gia hạn bảo hành cho ắc quy điện là 4 năm hoặc 50.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Giảm 10% cho khách hàng mua các gói sản phẩm bảo hiểm Toyota cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Vui lòng tham khảo đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.